Chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Tokyo Go. Lâu lắm rồi mới lên hình cho anh em xem tại vì đợt vừa rồi dịch quá, chả quay được. Thế thì Hà Nội bắt đầu kết thúc dịch rồi, anh em chắc là cũng đã bắt đầu đi chiến rót trở lại rồi. Thì không biết là những trong những cái tháng ngày nghỉ dịch thì anh em có luyện tập thể dục không? Mình thì tất nhiên là không. Ok, thì như anh em đã biết ý, anh em trong nghề thì chúng ta đều biết rằng là cái nghề của chúng ta thì hao tổn sức khỏe như thế nào. À, do đúng không? Thì chúng ta làm thì làm, kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng mà vẫn phải quan tâm đến sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta quan tâm đến sức khỏe kiểu gì khi mà chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian để đi làm. Thì ok, thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em một cái thiết bị để có thể giúp anh em quan tâm đến cái việc là sức khỏe của mình nhiều hơn. Và thiết bị đó là gì thì trong video này mình sẽ giới thiệu. Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cần màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Nếu như nhắc về thiết bị theo dõi sức khỏe thì anh em chắc chắn là không lạ gì đến những cái thiết bị vòng đeo tay thông minh hoặc là đồng hồ thông minh. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em đến một chiếc đồng hồ thông minh. Đến từ một cái thương hiệu mà mình nghĩ rằng là không có quá nhiều người biết. Tuy nhiên thì đây là một thương hiệu nổi tiếng, rất nổi tiếng về việc là theo dõi sức khỏe, luyện tập hoặc là thể dục thể thao. Đó chính là Garmin. Đấy, đây là Garmin. Thì những cái dòng Garmin thì có rất nhiều dòng đồng hồ, từ việc dành riêng cho việc thể dục thể thao, chạy bộ, hoặc là dành cho những cái kiểu sang trọng giống như là kiểu Apple Watch hoặc là Galaxy Watch của Samsung ấy thì cũng có. Thì trên tay mình đây đang là chiếc Garmin Forerunner, mã là 945 hay gọi là 945. Đây là một phiên bản cũng thuộc hàng là cao cấp của Garmin rồi. Thì mình sẽ chia sẻ đến anh em kỹ hơn về chiếc đồng hồ này sau vài ngày sử dụng. Đầu tiên không nói về đồng hồ thì mình sẽ nói về cái hộp. Thì khi mà chúng ta mua Garmin ấy thì chúng ta sẽ có một cái hộp, nó cũng khá là đơn giản thôi, nó thể hiện là thông số cũng như là những cái tính năng nổi bật của chiếc Garmin này. Thì mình sẽ mô tả qua một chút là con Garmin này có thể là có bộ nhớ trong, các bạn có thể com nhạc vào, có thanh toán bằng cách là app thẻ, có rất nhiều chế độ thể dục, và đặc biệt hơn là con này có khả năng có GPS trực tiếp trên đồng hồ, có GPS sẵn luôn, có nghĩa là nó định vị các bạn liên tục đó. Và chúng ta có một tính năng đặc biệt mà đến series 6 không được dùng ở Việt Nam, đó chính là đo nồng độ oxy trong máu. Đây là một tính năng mà Garmin đã đưa lên tất cả các thiết bị đeo của mình từ rất lâu rồi và được phép hoạt động ở Việt Nam nha các bạn. Thêm nữa là thời lượng pin của con này thì khá là trâu. Tại vì sao nó trâu thì trong đoạn đằng sau mình sẽ chia sẻ. Ok, điểm đầu tiên mình thích nhất ở trên Garmin ấy là con này nó rất nhẹ. Tại sao nó nhẹ? Tại vì gần như là tất cả cái khung này được làm bằng nhựa, từ cái dây này, từ khung đồng hồ chính cho đến tất cả mọi thứ đều được làm bằng nhựa. Nhưng mà tuy nhiên cái nhựa này thì theo như mình biết thì là một loại nhựa chất lượng cao, chứ nó không phải là giống như cái nhựa mà giống như trên mấy con đồng hồ tàu kia chỉ có mấy trăm nghìn đâu. Nó không phải là những cái nhựa như thế. Và thêm nữa là tổng thể cái đồng hồ này nó cực kỳ nhẹ, gần như các bạn đeo trên tay các bạn sẽ không cảm thấy gì khó khăn cả. Và mình cũng đã đeo cái đồng hồ này khi mình đi làm, mình phải cầm ghi bố cái thứ rất là nhiều, thì cái đồng hồ này nó không quá nặng, nó không gây ảnh hưởng gì đến cái việc mình sử dụng hàng ngày cả, rất là nhẹ nhàng thôi. Kể cả là nhiều khi mình quên mất là mình đang đeo đồng hồ nếu như mình không có thói quen là mình nhìn giờ liên tục. Con này có một cái đặc điểm ấy mà nó pin trâu ấy là như mình nói ban đầu, thì đó chính là bởi vì cái màn hình này của nó. Cái màn hình này của nó chỉ có độ kích thước lên tới là 1,2 inch thôi. Tuy nhiên tổng thể kích thước của cái đồng hồ này là 47mm, có nghĩa là cái kích thước từ cái viền này cho đến đây là 47mm. Còn cái mặt đồng hồ chính của nó ấy chỉ có 1,2 inch thôi. Và cái màn hình ấy nó không phải là màn hình màu. Các bạn vẫn có đèn nền, tuy nhiên thì nó gần như giống cái kiểu màn hình của con đồng hồ với con Casio mà ngày xưa anh em mình dùng ấy. Nó là cái kiểu cái màn hình đấy, tuy nhiên thì nó có thêm một vài những cái màu đơn sắc thôi. Nó không phải giống như cái màn hình của Apple Watch hay là giống như của Galaxy Watch. Nó thì cái màn hình này sẽ giúp cho cái việc là thời lượng pin của con Garmin này rất là trâu. Trong khi mà chúng ta bật hết tất cả các tính năng đo đạc của nó lên, thì như đo bước chạy, đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu gần như là bật hết hoàn toàn. Thì pin con này nó phải rơi vào khoảng tầm 4-5 ngày là ít. Đấy là ít bởi vì mình dùng mấy ngày nay rồi thì pin vẫn còn khoảng tầm 37%. Khi mà mình nhận đồng hồ là nó còn khoảng tầm đâu đấy là hơn 50% một tí. Và mình gần như là mình kết nối liên tục, mình không tắt đi, kể cả lúc mình đi ngủ. Mình đã thử đeo đi ngủ rồi và nó không gây khó chịu gì cho mình cả. Đấy là điều mình rất thích. Thế tại sao mình lại giới thiệu anh em con này? Thì thực sự thì là bởi vì cái công việc của anh em mình nó đốt khá là nhiều kiểu năng lượng, cũng như đốt khá là nhiều sức trong vòng một ngày làm việc. Vậy nên là chúng ta sẽ cần một cái đồng hồ để theo dõi xem là rằng là hôm nay chúng ta làm việc quá sức hay không. Và thêm nữa là con này có những cái tính năng cảnh báo khi mà các bạn làm việc quá sức, ví dụ cảnh báo là các bạn thở dốc, thở gấp, nó cũng cảnh báo. Nhịp tim các bạn bị hạ xuống thấp hoặc là nhịp tim các bạn hoạt động quá cao,
thì nó cũng sẽ cảnh báo để giúp các bạn điều tiết lại cái nhịp độ công việc của mình, làm sao cho sức khỏe của mình luôn luôn đảm bảo. Đây là một tính năng mà được Garmin khá là nhấn mạnh dành cho những cái dòng đồng hồ Forerunner của họ, là dành cho những người chuyên đi chạy, chuyên thể dục thể thao. Đó thì một con đồng hồ này cũng mình nghĩ là cũng đáp ứng được khá là tốt cái nhu cầu anh em trong cái cường độ công việc lớn như của mình. Ngoài ra thì con này có cái báo thức và cái chế độ rung rất là kinh khủng tởm. Nói thật là như thế, con này rung cực mạnh và rung rất to. Các bạn để ở trên mặt bàn mà nó rung thì các bạn còn nghe thấy. Chứ đừng nói gì là đến cái việc là các bạn đeo trên tay. Con này mà đeo trên tay nó rung cực mạnh, gần như là các bạn có thông báo phát là các bạn biết ngay. Bởi vì là dành cho việc là các bạn thể dục thể thao thì con này có khả năng kháng nước lên ở cái độ sâu áp suất lên tới là 5 atmosphere. Con này được gần như là kiểu chuẩn kháng nước của quân đội. Các bạn có thể ngâm nước, các bạn có thể xuống đi bơi, các bạn nhảy xuống được thoải mái. Tại vì sao? Con này nó làm bằng nhựa, nó không phải là có khung kim loại, nó không có gì cả, nó không hề sợ nước luôn, chứ không phải là nó chống nước nữa mà nó không hề sợ nước. Ok, và thêm nữa thì có một điểm trừ nho nhỏ thôi, đó chính là cái việc là các bạn không thể thay dây được. Con này cái dây của nó được gắn bằng một cái ngàm ốc, đây là ốc 1 2 3 4 5, ốc 6 cạnh hình ngôi sao đấy. Các bạn có hai cái ốc hai bên của mỗi cái này. Đây sẽ là một điểm trừ bởi vì các bạn sẽ không thay dây được. Tuy nhiên thì đây sẽ là điểm kết nối giữa cái dây và đồng hồ trên tay các bạn cực kỳ chắc chắn. Và thêm nữa là khi mà các bạn đeo dây ấy, ở trên tất cả các dây của Garmin nó đều có một cái ngàm ở dưới này để giữ cái dây luôn luôn ôm sát vào cổ tay của chúng ta. Thêm nữa thì chúng ta sạc ấy, mặc dù là phân khúc cao cấp nhưng chúng ta lại không được trang bị sạc không dây. Hơi tiếc một tí thì chúng ta lại có một cái chấu sạc ở dưới. Thì cái chấu sạc này nó lại hay ở một điểm là nó giữ rất chắc cái dây sạc, giữ rất chắc cái đồng hồ của chúng ta khi chúng ta sạc. Đây. Đấy, khi mà các bạn cắm vào ấy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là nó rơi, nó không rơi đâu. Nó hút, nó có một cái lẫy ở trong, nó khóa rất chặt rồi. Các bạn cắm sạc thoải mái, các bạn bong quật giật ra thì nó mới văng ra. Còn nếu mà để mà khua tay, khua chân mà để nó rơi thì không có chuyện đấy xảy ra. Rồi, chúng ta sẽ nói thêm một vài phần về tiện ích. Thì con này có một cái mặt đồng hồ, nó không phải là màn hình màu. Tuy nhiên thì cái độ tương phản và cái độ hiển thị những cái con số, những cái chi tiết ở trên cái mặt đồng hồ này khá là tốt. Và thêm nữa thì chúng ta có thể kết nối qua app của Garmin. Chúng ta có rất nhiều app để có thể thay đổi được mặt đồng hồ custom theo ý thích của chúng ta đều được. Mình đã thử rất nhiều các mặt đồng hồ rồi, các bạn có thể xem ở trên video mình đang show ra đây. Đó. Thì và thêm nữa là con này khi mà các bạn sử dụng ngoài nắng ấy, sáng cực kỳ luôn, không phải lo lắng rằng cái việc là chúng ta sẽ bị che mờ đi bởi ánh nắng hay là như thế nào mà hình gương mà hình cục, không có. Càng nắng vào đây, càng sáng vào đây, con này nhìn càng rõ. Không biết là trên video để như thế này các bạn có nhìn thấy không. Tuy nhiên thì con này rất sáng, không cần phải ấn vào cái phần đèn nền luôn. Đó, con này mình rất thích ở cái việc là khi mình đeo ở ngoài trời, những cái thời tiết 40-50 độ ở ngoài Hà Nội, bây giờ mình đeo ra đường, khi mình đi làm mình vẫn có thể quan sát được rằng là thông báo của những ai, thông báo nó hiện lên như thế nào và cái mặt đồng hồ rất sáng, nhìn rất rõ ràng. Điều này là một điểm cộng rất lớn cho cái việc là sử dụng cái tấm đèn như thế này. Mình cũng không rõ nó sử dụng tấm đèn gì nữa. Đây là một vài điểm mà mình mới sử dụng khoảng tầm một vài ngày và mình chưa có quá là nhiều trải nghiệm kỹ, thì mình hứa là mình sẽ trải nghiệm con này rất kỹ hơn để mình gửi tới các bạn ở trong những video sau. Thì mức giá và cũng như link sản phẩm thì mình xin phép không tiện nói trong video. Link thì mình sẽ để ở phía bên dưới. Thì hiện tại Tokyo Go đã có cung cấp cả những thiết bị theo dõi sức khỏe của Garmin. Anh em quan tâm thì có thể vào link và xem nhé. Còn ok, video này mình sẽ chỉ chia sẻ nhanh đến như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên để lại cho Tokyo Go một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.